Bây giờ thì các bạn sẽ cùng tiến hành đi thử vắt mũi ở trên những cái lùm rau. Đó, các bạn nhìn thấy không? Ở phía trên của những cái cây rau này, những cái cây rau mà ngoài trời không có mái che, rất là nhiều mũi, rất là nhiều cái con ngoài mũi ra thì những con phù du bay. Nó chính là nguồn tác nhân trung gian để lây bệnh. Đấy, nhìn thấy bên đây là những rau bồng tơi. Và buổi tối thì muỗi và các loài côn trùng hay tập trung ở đây. Đấy, chúng ta vớt qua này để bắt này, đúng không? Đấy, các bạn thấy là có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh tật cho những cái loại cây này, những loại rau này. Đấy, bên đây thằng rau đã khai thác rồi nhá. Có rất là nhiều con phù du và muỗi đến đấy. Chúng ta không có mái che nhé. Đấy, chúng ta khu lúc ở đây thì nó hay chích đậu trên những lùm lùm không? Bay, tập trung bay trên đó. Đây, ví dụ này. Rất là nhiều. Đấy, nếu mà muốn gắm cái cảnh nổ đấy, để chứng minh cho các bạn thấy rằng là đây là cái thùng rau mà nó thùng rau mà mới được mấy ngày thôi, rau cải mầm được mấy ngày nó không bị đấy, bị thùng này nó không đây. Đây càng nhiều luôn, trong bóng gốc tối hôm tối này. Hay là đây là cây hồng này đấy, nhìn thấy xung quanh cây hồng rất nhiều cái cánh hoặc mũi đấy. Ở khu này là chúng ta mùi khét lẹt rồi, cả độ được khét lẹt rồi, luôn rồi vào trong đám cây này, đấy, bắt được rất nhiều, đặc biệt là cái trời tối này, được bắt được rất nhiều. Còn ở đây những cái cây, những cái thùng rau được che không bao giờ có, đúng không? Được che che chắn bằng lưới chống côn trùng và màng ni lông Israel trên thì không bao giờ có luôn. Nhưng mà phía trên chúng ta vẫn thấy là nó bay để đi tìm, mà chúng ta vẫn có thể, đây như cái cây mẹ con này, bọn chú rất là nhiều, có cánh hoặc là loại bướm lang thang thì gây bệnh. Đó. Bay phía trên những cái đường này cũng rất là nhiều.